Xin kính chào quý vị và các bạn trở lại với bản tin truyền hình Mặt trận do tạp chí điện tử Mặt trận thực hiện. Sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ký kết nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn thăm và chúc mừng các cơ quan báo chí nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Phóng sự chính thức ra mắt tạp chí điện tử Mặt trận. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 15 tháng 6 tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký nghị quyết liên tịch giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết điều 27, điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về hình thức giám sát và phản biện xã hội. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đồng chủ trì buổi lễ. Nghị quyết liên tịch được ký kết bao gồm 4 chương quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nghị quyết cũng quy định trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện, phối hợp trong việc xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, xem xét, trả lời kiến nghị từ kết quả giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số nội dung khác. Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, nghị quyết này cụ thể hóa các điều 27 và điều 34 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Trần Thanh Mẫn đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm, phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai thực hiện phần trách nhiệm của mình được quy định trong nghị quyết liên tịch để Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung, nghị quyết liên tịch nói riêng được sớm đi vào thực tiễn cuộc sống. Chiều ngày 16 tháng 6 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác 2012-2016 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chủ trì hội nghị. Trên cơ sở đánh giá kết quả phối hợp công tác giai đoạn 2012-2016, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2021. Theo đó, hai cơ quan sẽ đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến đồng bào dân tộc, phối hợp trong thẩm định, giám sát, phản biện các đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn, triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động trong đồng bào dân tộc. Đồng thời, phối hợp phát huy vai trò của người tiêu biểu đồng bào dân tộc, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương. Trước đó, báo cáo tại hội nghị đã nhấn mạnh, sau 5 năm triển khai chương trình phối hợp công tác giữa hai cơ quan, hầu hết các nội dung và mục tiêu của chương trình đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc thực hiện có hiệu quả, góp phần chăm lo mọi mặt đời sống cho đồng bào dân tộc trong cả nước. Trước đó, ngày 13 tháng 6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự thảo đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh dự và phát biểu tại hội nghị. Tại hội nghị, hầu hết các đại biểu thống nhất sự cần thiết xây dựng đề án cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng đề án chưa thực sự khoa học, lộ trình thực hiện đề án từ nay đến năm 2020 là quá ngắn, khó thực hiện, do đó cần nghiên cứu kéo dài thời gian triển khai ít nhất đến năm 2025. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, hoạt động giám sát, phản biện xã hội là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc. Việc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án phát triển kinh tế tập thể có ý nghĩa thiết thực, thể hiện đúng vai trò trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong việc đại diện cho quyền, lợi ích của nhân dân trong tham gia xây dựng các cơ chế chính sách của địa phương. Sáng ngày 14 tháng 6 tại tỉnh Kiên Giang đã diễn ra hội thảo phát huy vai trò Phật giáo tham gia xã hội hóa công tác xã hội từ thiện do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội thảo.
Các ý kiến tại hội thảo đều đã khẳng định vai trò và những đóng góp tích cực của Phật giáo Việt Nam trong tham gia xã hội hóa công tác xã hội, từ thiện, đặc biệt là các hoạt động y tế cơ sở, giáo dục mầm non, hoạt động trợ giúp, từ thiện xã hội và dạy nghề. Trong cả nước đã xuất hiện rất nhiều mô hình tiêu biểu của Phật giáo tham gia trong nhiều lĩnh vực hoạt động, thu hút được nguồn lực quan trọng để chăm lo công tác từ thiện và xã hội. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước đối với vấn đề này thời gian vừa qua vẫn còn những bất cập. Hội thảo lần này chính là dịp để chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm cũng như tìm những giải pháp phù hợp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Phật giáo Việt Nam tham gia hiệu quả thực hiện xã hội hóa công tác an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện. Qua đó làm căn cứ thực tiễn để tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9 về công tác tôn giáo. Ngày 12 tháng 6 tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh vật cảnh Việt Nam nhiệm kỳ 6 2017-2021. Tới dự có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương. Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Báo cáo tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, tổ chức hội và phong trào hội sinh vật cảnh không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, trong xây dựng tổ chức và phong trào sinh vật cảnh còn bộc lộ một số hạn chế cần được khắc phục. Phát biểu tại đại hội, bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, hội cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng tới tầm cao văn hóa và hiệu quả kinh tế xã hội thiết thực. Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 6 2017-2021 gồm 117 thành viên. Ông Nguyễn Hữu Vạn, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, được bầu làm Chủ tịch hội nhiệm kỳ mới cùng với 10 phó chủ tịch hội. Xin được chuyển sang các tin tức khác. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2017, trong các ngày 16 và 17 tháng 6, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm và chúc mừng một số cơ quan báo chí trong và ngoài hệ thống mặt trận. Tại các cơ quan báo chí đến thăm, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự trân trọng tới tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên đã có những đóng góp phối hợp trong công tác tuyên truyền về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua. Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn mong muốn trong thời gian tới, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Báo Đại đoàn kết, Tạp chí Mặt trận và Ban tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục quan tâm phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền các hoạt động trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong đó, tập trung vào các cuộc vận động, chương trình giám sát, phản biện xã hội và tham gia tích cực giải báo chí toàn quốc, báo chí tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, tháng 6 này là tháng diễn ra sự kiện lớn đối với những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí nói chung. Đó là dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đây cũng là tháng có ý nghĩa đặc biệt đối với các cán bộ, phóng viên, biên tập viên tạp chí Mặt trận khi tờ tạp chí điện tử Mặt trận chính thức ra mắt bạn đọc. Sau một thời gian chuẩn bị, ngày 19 tháng 6, tờ tạp chí điện tử Mặt trận đã chính thức ra mắt tại địa chỉ tạpchimattran.vn. Giao diện hiện đại, nội dung phong phú, cập nhật kịp thời, ra đời muộn nhưng tạp chí điện tử Mặt trận kế thừa được nền tảng của tờ tạp chí in, tích hợp thêm những tính năng ưu việt và được kiến tạo bởi những người am hiểu về báo chí điện tử. Tạp chí Mặt trận được Bộ Văn hóa Thông tin, nay là Bộ Thông tin Truyền thông, cấp giấy phép xuất bản năm 2001. Tạp chí xuất bản ổn định một kỳ một tháng, phát hành rộng rãi cả nước. Sau khi kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhân sự, thời gian qua, tạp chí Mặt trận đã có những thay đổi mạnh mẽ cả về nội dung và hình thức với việc xuất bản bộ mới. Một văn phòng khang trang, hiện đại cũng đã được đầu tư. Tiềm lực kinh tế của tạp chí được tăng cường. Đây là những tiền đề quan trọng để cho ra đời tạp chí điện tử Mặt trận với kỳ vọng về những bước đột phá. Chúng tôi đã đầu tư một cái phần mềm tạp chí điện tử hiện đại trong top đầu của Việt Nam hiện nay. Và khi chúng tôi đầu tư cái này ấy, để chúng tôi phục vụ những cái công việc ấy, cho khoảng thời gian bạn đọc có thể 5-10 năm nữa mà không bị lạc hậu. Đây là những cái công nghệ mà tích
học nhiều cái phần mềm tốt nhất, từ việc xuất bản truyền hình mặt trận cho đến các cái phương tiện phiên bản mobile, để cho mọi cái phương tiện smartphone, những thiết bị thông minh có thể truy cập vào tạp chí điện tử mặt trận một cách nhanh nhất và với một cái giao diện nó hài hòa, khoa học nhất hiện nay. Và xu hướng sắp tới thì chúng tôi sẽ sản xuất thêm nhiều cái bản tin thời sự về cái lĩnh vực hoạt động của mặt trận từ cấp trung ương cho đến các địa phương. Tạp chí điện tử mặt trận có nội dung phong phú, truyền tải những thành tựu nghiên cứu lý luận về công tác mặt trận với các chuyên mục nghiên cứu, thực tiễn, đại đoàn kết, thế giới và đặc biệt là điểm nhấn, bản tin truyền hình mặt trận một tuần một số, cung cấp kịp thời thông tin về hoạt động của lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn công tác mặt trận các cấp. Trên nền tảng những đổi mới mạnh mẽ, thời gian tới, tạp chí điện tử mặt trận được định hướng để đạt các mục tiêu tăng trưởng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tại buổi thăm và làm việc tại tạp chí mặt trận mới đây, Tiến sĩ Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, tạp chí sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo chiều sâu. Đồng thời, tạp chí cần tăng cường kết nối với các tờ báo, tạp chí trong hệ thống mặt trận để công tác mặt trận ở 63 tỉnh, thành phố ngày càng được tuyên truyền sâu rộng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin truyền hình mặt trận ngày hôm nay của chúng tôi. Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin được thay mặt ban biên tập và các đồng nghiệp tại tạp chí điện tử mặt trận kính chúc các cô chú, các anh chị và các bạn đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí luôn dồi dào sức khỏe và tiếp tục có những tác phẩm hay để phục vụ công chúng. Bản tin truyền hình mặt trận do tạp chí điện tử mặt trận thực hiện cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.